Máy băm cỏ công nghiệp 6T băm nhỏ nguyên liệu cho năng suất khủng lên tới 6 tấn mỗi giờ. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Nếu quý vị đang tìm kiếm một dòng máy băm nhỏ nguyên liệu cỏ cho năng suất hàng chục tấn mỗi ngày cho hàng ngàn vật nuôi ăn, vậy thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ video này. Ngọc Nga xin giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm máy băm cỏ công nghiệp 6T. Chăm nghe không bằng một thấy. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga tìm hiểu về dòng sản phẩm này. Xin mời ạ. Máy có chức năng băm nhỏ các nguyên liệu cỏ như thân cây ngô, cỏ voi, cỏ sảng, ngọn mía số lượng lớn trong khoảng thời gian nhanh chóng, phục vụ cho các vật nuôi gà, vịt, trâu, bò, lợn, ngựa, hươu, nai, dê ăn ngay hoặc đem đi ủ chua để làm nguồn thức ăn dự trữ lâu dài cho vật nuôi. Máy băm cỏ công nghiệp 6T có kiểu dáng hiện đại. Khung máy được thiết kế vô cùng chắc chắn, giúp cho máy vận hành không bị rung lắc. Cùng bộ phận bánh xe và tay kéo hỗ trợ tối đa cho việc di chuyển của máy đến nơi làm việc. Đặc biệt, máy được sản xuất trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Nên mọi linh phụ kiện của máy đều luôn sẵn có, sẵn sàng được thay thế khi cần thiết. Máy được lắp đặt động cơ điện cùng công suất 15kW đến 22kW với tốc độ 1450 vòng trên 1 phút. Sử dụng nguồn điện 3 pha 380V ổn định, khỏe khoắn. Động cơ sẽ chuyển động đến hệ thống băm nghiền. Bộ phận băng tải sẽ có nhiệm vụ tự động di chuyển đưa nguyên liệu cỏ vào tòa nạp nguyên liệu. Tại đây, bộ lô quấn sẽ có nhiệm vụ quấn nguyên liệu vào buồng nghiền cùng với bộ dao băm và búa đập giúp nguyên liệu được băm nhỏ. Khi đã băm nhỏ, thành phẩm sẽ được đẩy ra cửa xả, kiểu ống cùng nắp cửa xả sẽ điều chỉnh gập lên, gập xuống để điều chỉnh lượng thành phẩm xả ra ngoài, gần hoặc xa, tùy theo ý muốn của người sử dụng. Và thành phẩm cỏ sau khi băm có kích thước từ 1cm đến 3cm, tùy vào từng loại nguyên liệu khác nhau. Máy cho năng suất từ 4 tấn đến 6 tấn trên 1 giờ, phù hợp sử dụng trong các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, giúp quý vị tăng cao hiệu quả chăn nuôi, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu lượng nhân công lao động đáng kể. Và một ưu điểm nổi bật của máy, đó chính là hộp số điều chỉnh tốc độ lô quấn và băng tải. Cần gạt lô quấn giúp quý vị điều chỉnh tốc độ quấn của nguyên liệu nhanh hoặc chậm. Còn cần gạt băng tải giúp quý vị điều chỉnh chiều quấn ra quấn vào của băng tải để trong trường hợp không may lô quấn bị tắc, quý khách hàng có thể điều chỉnh băng tải tự động quấn nguyên liệu ra ngoài để xử lý. Và để cho quý vị hiểu rõ hơn về hoạt động của máy, ngay bây giờ Ngọc Nga xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga khám phá buồng làm việc của máy. Buồng nghiền sẽ có chức năng băm nhỏ nguyên liệu với 4 dao to dày dặn sắc bén. Với thông số kỹ thuật chiều dài 50cm, chiều rộng 14,5cm và 16 búa nghiền. Đặc biệt như quý vị đang quan sát thấy, dù sau khi băm nguyên liệu cỏ voi tươi, nhưng máy băm cỏ công nghiệp 6T của công ty Bình Minh, buồng làm việc vẫn tương đối sạch, khô ráo, giúp quý vị giảm thiểu công việc vệ sinh máy. Ngoài băm các loại nguyên liệu làm thức ăn cho vật nuôi, máy băm cỏ công nghiệp 6T còn có thể băm vàn bắp, quý khách hàng có thể tham khảo thêm. Vận hành nhanh chóng, đơn giản và an toàn, cho năng suất hiệu quả lớn, chế biến nguồn thức ăn khủng cho hàng trăm vật nuôi đến hàng ngàn vật nuôi, tất cả đều có ở máy băm cỏ 6T. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng nhấc điện thoại lên để sở hữu ngay cho mình siêu phẩm giúp ích tuyệt vời này. Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, quý vị hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Và nếu quý vị muốn xem thêm các video khác của công ty Bình Minh, hãy nhấp ngay vào video được hiển thị ở phía trên màn hình. Đến với công ty Bình Minh, quý khách hàng sẽ nhận được sự đón tiếp nhiệt tình nhất, chuyên nghiệp nhất, được mua máy móc tân tiến nhất với giá thành rẻ nhất trên thị trường. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.